Không ai biết rằng ngành sản xuất đồng hồ thế giới đã từng phải trải qua một cơn chấn động trước sự xuất hiện của những chiếc đồng hồ điện tử Nhật Bản. Đến cả Omega, thương hiệu đồng hồ thuộc top hạng sang cũng gặp phải cảnh doanh số sụt giảm, tên gọi Omega mất đi sức hấp dẫn vốn có. Trước tình cảnh đó, có một loại công nghệ đã trở thành phao cứu sinh giúp cho Omega quay trở lại ngai vàng, không gì khác ngoài công nghệ cơ cấu hồi Coaxial. 750.000 là con số sản phẩm mà Omega tung ra mỗi năm. Trong số đó có hơn 500.000 là đồng hồ cơ và hầu hết đều sử dụng công nghệ Coaxial. Có thể nói đây chính là một công nghệ chuyên biệt dành riêng cho những chiếc đồng hồ Omega. Và trong số đầu tiên của Xpecial, chuyên mục tập hợp những video về kỹ thuật, chúng ta sẽ cùng khám phá về công nghệ cơ cấu hồi. Hãy cùng bắt đầu với một sự thật đơn giản. Tính chất của cơ cấu hồi đồng hồ Omega khác biệt hoàn toàn với tất cả bộ máy đồng hồ cơ trên thế giới. Ở giữa mỗi bộ máy là công nghệ hồi thực tế đầu tiên được phát minh trong khoảng 250 năm. Ưu điểm lớn nhất của công nghệ cơ cấu hồi là làm giảm thiểu sự ma sát bên trong máy đồng hồ, giúp cho chức năng bấm giờ chronograph trở nên chính xác hơn bao giờ hết. Câu chuyện về công nghệ cơ cấu hồi được thể hiện ở những chi tiết rất nhỏ. Mỏ neo với 3 viên đá ruby chỉ nặng vỏn vẹn 0,004 gram. Bánh răng 3 tầng có thể chịu được hơn nửa tỷ sức căng mỗi năm. Bánh lắc dây cót bằng silicone chỉ chiếm 1/7 trọng lượng của một hạt thóc. Tất cả phụ thuộc phần nhiều vào các chuyên gia, những người đã rất thành công trong việc đưa lý thuyết vào thực tiễn, giúp cho Omega có được công nghệ cơ cấu hồi cải tiến Coaxial như ngày nay. Được hỗ trợ bởi những trang thiết bị tiên tiến nhất, tập hợp của những bộ óc logic, nhà cách tân sáng tạo và những chuyên gia với tư duy thực tế, tất cả đã tạo nên công nghệ cơ cấu hồi Coaxial của Omega. Có thể nói nếu như không có công nghệ cơ cấu hồi thì sẽ không có Omega như ngày hôm nay. Và nếu như không có Omega thì chúng ta sẽ không thể có được những chiếc đồng hồ chính xác đến từng giây. Do vậy, nếu như yêu thích những sản phẩm cũng như công nghệ của Omega thì đừng ngần ngại, hãy comment ở phía bên dưới. Xchannel luôn luôn mong muốn được chia sẻ mọi thông tin và mọi vấn đề liên quan đến đồng hồ với tất cả các bạn. Đừng quên like và subscribe channel để có thể cập nhật những video mới nhất cũng như những video thú vị nhất về đồng hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại! Làm tổn thương sâu sắc chiếc G-Shock. Và bây giờ tôi cũng đang không biết mình có làm được hay không.